Bước kế tiếp là mình cho mình bắt như nè, mình bắt về sau đó mình xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ đang có mặt tại chùa Đô Thi Sa Rông, một ngôi chùa theo trường phái Nam Tông của người Khmer. Nói về Phật giáo thì chúng ta sẽ nói đến bốn trường phái: một là Nam Tông, hai là Bắc Tông, ba là Tịnh Độ và bốn là Hòa Hảo. Các tu sĩ này sẽ theo trường phái Nam Tông, và đặc biệt thì trong trường phái Nam Tông về thực của người của các sư đó thì các sư được phép dùng mặn, có nghĩa là dùng thịt cá. Một số bạn thì không hiểu rằng là nói sư tại sao ăn thịt, và để hiểu rõ thêm về điều đó thì Bùi Hồ xin mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ cũng như là theo anh Hoa Lệ xem các sư ở chùa Nam Tông theo trường phái Nam Tông của Phật giáo là như thế nào. Và để hiểu rõ thêm về điều đó thì chúng ta sẽ nhờ các vị sư cả ở đây chia sẻ về điều đó. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Theo hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer là theo hệ phái Nguyên Thủy, tức là Chư Tăng dùng trước giờ ngọ, trước mặt trời đứng á, với những thực phẩm mà Chư Tăng đi khất thực, có nghĩa là Phật tử chúng ta dân gì mình dùng đó. Khoảng ở đây thì khoảng 10 giờ chút thì Chư Tăng đi khất thực trong xóm. Cô mình bác này đi quá duyên á, nếu người ta đặt món chay cũng được, món mặn cũng được, mình dùng bình thường. Nhưng mà về tới chùa cái mình chia sớt cho tất cả các vị Chư Tăng trong chùa, xong đổ ngọ, tức là dùng trưa. Bên Chư Tăng Phật giáo Nam Tông Khmer dùng buổi sáng từ 6 giờ đến 7 giờ ở bên chùa Phổ Thi Sâm Rông nè, còn buổi trưa tầm 11 giờ bắt đầu dùng. Vậy thì mình chỉ dùng thật một bữa một trước đúng giờ rồi ngọ. Tức trước giờ ngọ, trước mặt trời đứng bóng. Cái ý nghĩa mà trước giờ ngọ là tại sao nó phải cái này là bên hệ phái, theo hệ phái Nguyên Thủy nhà, tại một là bên lúc mà truyền Đức Phật truyền giáo đó, thì chia ra làm hai hướng, một hướng thì Bắc truyền và một phương nữa là Nam truyền. Bên đây thì theo hệ phái Nam truyền, tức là giữ nguyên cái Nguyên Thủy của Đức Phật thiết ngày xưa ra mình giữ vậy. Trong cái ẩm thực của mình ấy, thì nó có những cái món mà mình cử là không ăn thì thầy có thể chia sẻ là món cấm của Đức Phật là 10 thứ Đức Phật đã cấm, trong đó có thịt người 1, thịt voi 2, thịt ngựa 3, rồi thịt sư tử, rồi chó các loại, đủ 10 thứ mà Đức Phật cấm. Còn ngoài những thực phẩm đó Chư Tăng vẫn dùng được, nhưng mà dùng với cái tâm mình là tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục là sao thế này? Là không kêu người ta giết, rồi không nghe vật chết, rồi không, có nghĩa mình dùng với cái tâm trong sạch của mình. Hồi nãy trong cái bữa ăn ấy, thì tôi quan sát thấy là cái mình ăn cơm á, là ở bên đây là cái màu khác, bên kia là màu đen, còn dưới kia thì một cái thau, và thì tại nó có cái chia ra, cái cung bậc ra không, như là nó là ngẫu nhiên thôi. Dạ, ngẫu nhiên thôi, theo Phật giáo Nam truyền là bình đẳng. Tất cả nếu mà Chư Tăng đi khất thực sau mình chia đều, sớt đều tất cả các Chư Tăng dùng ngang bằng nhau. Còn cái thế ngồi là cái thế ngồi đó là chỉ là cái thế đặc thù riêng của mỗi hệ phái thôi. Trước khi là Chư Tăng hành lễ tụng kinh gì á mới xếp xéo, còn Chư Tăng dùng ngọ, dùng cơm hoặc là sinh hoạt bình thường có thể ngồi xếp bằng gì. Cái việc mà ăn chay với ăn mặn á thì theo Bắc Tông thì người ta là ăn chay thường, còn bên mình ăn mặn thì có nghĩa là nó cũng duy trì từ trước tới nay không? Từ trước thì không, còn sau này do chuyện giới á, ảnh hưởng về từ phương Bắc. Phương Bắc thì theo một số các nước á, ảnh hưởng các nước đó mới truyền qua Việt Nam mình. Cho nên người ta có tư tưởng rằng người xuất gia không nên ăn mặn,
là thời gian ăn mặn là nghĩ là sát sanh, rồi thật ra là mình không sát sanh. Dạ. Dạ. Việc mà trong đạo Phật thì ăn mặn hay ăn chay để mà hạn chế sát sanh thôi. Dạ. Nhưng mà nhà sư thì không bao giờ sát sanh. Dạ, tại đúng rồi. Có tam tịnh nhục. Dạ. Rồi trong giới cấm cũng cấm sát sanh. Dạ. Tụi con thì trong đạo Phật nhưng mà còn chưa rõ nên là nữa là cái việc mà trong việc ăn thịt của sư đó thì có những cái nguyên tắc nào không hay sư ha? Mình chỉ ăn với cái tâm mình thôi. Dạ. Dạ, ăn rồi mình chỉ gọi là quán niệm á. Dạ. Quán niệm cái thực phẩm này là mình trước khi mình ăn xong nó sẽ nuốt khỏi cổ, nó sẽ thành cái thực vật thực phẩm mà quế trự là không còn trong sạch nữa, chỉ nuôi cái bản thân mình thôi. Lúc mình ăn mình phải định tâm quán tưởng nó đi. Trong cái lúc trong bữa ăn thì thấy rất là không có vẻ là không có nói chuyện, không có chuyện nhà đó là nó cũng quy định hay là sao? À, cái đó là mình phải vừa ăn vừa quán niệm từng hạt cơm này, như đã nói nãy là mình nuốt thấy thực phẩm nó ngon thiệt, nhưng mà tự nuốt khỏi cái cổ họng của mình nó sẽ biến thành những cái đồ phế trừ. Phải tưởng tượng nó chỉ là nuôi mạng sống mình thôi. Dạ. Cho mình có cái tâm để mà tu học. Dạ. Hành thiền nuôi mạng sống mình. Mình không phải ăn với những thực phẩm đó mà đùa giỡn như đứa trẻ thì không phải. Dạ. Để mà có sức lực để mà lấy cái thể hình đó thì không phải luôn. Theo tu bên Nam Tông thì những Phật tử nhỏ thì con biết rằng là phải vô tu ở chùa Báo Hiếu, gọi là tu sa di. Thì trong cái tu Báo Hiếu đối với những người Phật tử bình thường á, thì việc mà thực mà một ngày mà một cử thôi rất là khó, tại vì không quen. Vậy thì những vị sư mới vô tu Báo Hiếu, tu sa di thì như thế nào hay sư ha? Ở đây thì bên hệ phái Nam Tông thì có sa di, Nam Yết Tị Khu. Chỉ hai có nghĩa là một chức là sa di, và Tị Khu. Sa di là những người mới tu tập dưới 20 tuổi, là những vị đó mới vô tu thì cũng đói nhưng mà mình có sữa để mà thay thế. Buổi chiều vậy thì có sữa những chất lỏng để mình tu nhẹ, không phải tu nặng. Vậy là có nghĩa là mình không được ăn mặn ăn ái thôi, chứ còn uống sữa với uống nước không được ăn tinh bột. Không được ăn tinh bột. Còn hồi nãy con thấy là sau khi ăn thì nước á, thì cái đó nó có quy định gì không, như là nó cũng dạ không, trước 12 giờ có thể mình nhai mình uống bình thường. Nhưng mà sau 2 giờ có nghĩa mình không được nhai. Sawa, 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 s
Sư cho con hỏi là sau khi mà mình thực xong á thì con thấy một Phật tử là đọc một cái bài kinh à, và cái ngay cả cái tư thế ngồi á thì sư cũng sau khi lúc mà ngồi ăn thì khác, ngồi thực thì khác, còn ngồi sau khi thực xong chờ bài kinh thì khác, sư có thể chia sẻ cho con. Cái bài kinh hồi nãy là trước sau khi cho tăng dùng xong á thì Phật tử là tụng kinh sám hối với chư tăng, xong thì chư tăng tụng kinh phúc chúc an lành đến tất cả các chúng sanh. Yeah. Rồi xong đó thì Phật tử nãy tụng một bài hồi hướng phước báo đến những người đã quá giảng cho chư thiên và nhân loại được hưởng phước báo đó. Yeah. Bài kinh mấy là gì? Dạ, còn cái thế ngồi là cái thế ngồi đó là chỉ là cái thế đặc thù riêng của mọi hệ phái thôi. Dạ. Trước khi là chư tăng hành lễ tụng kinh gì á mới xếp xéo, còn mình chư tăng dùng ngộ dùng cơm hoặc là sinh hoạt bình thường có thể ngồi xếp bằng gì. Câu hỏi là về hệ phái Nam Tông mình, về y và thật thì nó khác với lại Bắc Tông nhiều. Về y của sư đang mặc thì khi đi khất thực và khi ăn cũng như là khi mà niệm Phật thì cái cách mặc nó có khác nhau không hay sư ha? Quy định á, thì ra khỏi chùa mình phải quấn y. Dạ. Ra khỏi cái cổng chùa mình phải quấn y, có nghĩa là quấn kính chân. Tới khi mình về chùa mình có thể là xả y quấn ra rồi mình đắp y qua trái. Dạ. Hôm nay thì chắc tụi con chắc có lẽ là xin phép sư có thể chia sẻ cho con về cách quấn y đi khất thực và đắp y để mà khi thực hay là khi cúng bái như thế nào thì sao? Khất thực thì có giờ đắp y để khất thực. Yeah. Có nghĩa bây giờ là 2 giờ có nghĩa là không còn đi khất thực ôm bát được nữa. Yeah. Nhưng mà có thể là lấy hình ảnh được. Dạ, giờ mình lấy hình ảnh cái cách quấn y làm sao. Sư đàn đắp quấn đẹp. Dạ. Yeah. Vậy ha. À, dạ, con cảm ơn. Chúc sư sức khỏe. Dạ. Dạ. Thì tiếp theo thì sư sẽ sư sẽ nói về cái cách quấn y để mà đi khắc thực. Dạ, con mời sư. Nhưng mà cũng là cái vấn y cũng cách vấn y cũng đi ra khỏi cổng chùa, nhưng mà cách vấn y nó có hai cách, nhưng mà bên đây sư chỉ cái dùng một cách là cách này khá đơn giản. Ban đầu là mình xả cái y xuống rồi mình cuộn cái y này, mình kẹp vô cái đầu gối này lại, sau đó mình bắt cái y, mình đại chéo lại bên vậy. Mình bắt cái y này,
thì họ đã thành thạo, thì họ cứ bắt dần vậy. Còn sư theo cái thói quen của sư, sư phải quấn. Dạ. Quấn thì cho nó chắc, rồi mình đi đường đừng cho nó bị tuột ra. Tuột này, dạ. Hang này nọ đó. Vậy là quấn thấy mình khoảng nó vừa với cái thân của mình. Dạ. Đừng cho nó lỏng quá, cũng không được chặt. Sau đó mình chắp tay vậy, mình xuống mình làm cho nó ngay. Bước kế tiếp mà mình bên trong mình bắt như nè, mình bắt về sau đó mình quấn từ từ. Mình quấn sát người, sát người mình á. Dạ. Yeah. Mình bắt sát người mình. Mình làm sao cho kín đáo là được ha sư? Sau đó mình dẹp mấy cái này cho nó gọn lại. Mình quấn từ từ. Mà cái cách quấn y á, thì làm sao mình để cho nó cái cổ này cho nó cái y này đắp luôn nguyên cái cổ này. Dạ. Mình không cho hở cái cổ. Tùy theo cái kinh nghiệm của mỗi vị sư thôi. Dạ. Có vị sư quấn rất là nhanh. Nhanh mà đẹp. Dạ. Tay đó mình sẽ lò quấn, tiếp tục mình quấn y. Tiếp tục quấn y. Dạ. Quấn y tiếp tục. Rồi cái y này mình mặc, mình phải cái y quấn mình á, mình phải cho nó đứng trên. Dạ. Nó nằm trên đây cái y mình đang giống như là à. Dạ. 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 Mình học cái này lâu không sư? Cái này ban đầu cũng khó, đi tuột lên tuột xuống, mình chưa quen á. Dạ. Sau đó mình tu tập lâu năm rồi cái từ từ mình quen. Ồ, đây là cách quấn y để mà đi khất thực. Hoặc là mình đi ra khỏi cổng mình cũng quấn vậy, không phải được. Không đi, phải riêng khất thực đâu. Ra khỏi chùa. Đi khỏi chùa. Dạ. Dạ. À, mục tiêu là kín đáo. Kín đáo, mục tiêu là kín đáo. Dạ, mình gọi là quấn y. Quấn y, dạ. Nó khác với đắp y hả sư? Khác với đắp y. Dạ. Đắp y mình đắp chỉ được trong cái khung cảnh chùa thôi, công viên chùa thôi. Dạ. Đắp y là lúc nãy là mình thật là gọi là đắp y đó hả sư? Dạ. Hồi nãy mình dùng ngọ đó. Dạ. Mình đổ ngọ là mình đắp y. Vậy nó có hầm lắm không sư? Cái này quen rồi. Giống như các vị Phật tử hoặc ngáo thôi. Dạ. Này không có. Lúc đầu thì cũng mình chưa quen á. Dạ. Nó nực rồi nó thấy nó chặt chặt sao á. Sau đó cái này là mình theo cái mình cái tâm mình đã hướng về cái Phật Pháp rồi. Vì mình theo hướng của Đức Phật thì mình phải đi theo những con đường mà Phật đã dạy, đã truyền lại, mình học theo. Dạ, và cái y này thì chiều dài cũng như là rộng và như thế nào hả sư ha? Cái này chiều dài nó khoảng 2 mét. Chiều dài của nó. Dạ. Mình y áo và y quần. Y áo và y quần này nó, dạ, dài khoảng 5 mét. Dạ. Mình tính luôn là khoảng 8 mét luôn. Dạ. Hôm nay thì lần đầu tiên mà con gặp sư mà quấn y đi khất thực, nhìn rất là hay luôn. Và đây là một cái việc mà rất là công phu luôn, chứ không phải là một việc bình thường đâu. Rất là khó. Nhìn đơn giản. Cái hình thức này là sư chuyển sang đắp y. Đắp y thì nó đơn giản hơn, và chỉ nhìn những cái phần y mình sẽ đắp làm sao mà cho nó thoải mái là được rồi. Mà cái y mình đắp mình á, nếu theo cái theo cái giới luật á, mình đắp y phải cái y này phải cho nó qua khỏi cái cục trỏ. Dạ. Cũng khó, trong thời gian cũng có một nguyên tắc duyên á. Dạ. Hôm nay thì tụi con thỉnh sư đến đây để mà chia sẻ cho con cũng như là Phật tử ở trong Phật giáo hiểu được cách thật cũng như là cách đắp y quấn y của nhà sư Nam Tông không ai thấy nó khác. Dạ, dạ, khuôn mặt của Đức Phật bên Nam Tông với lại Bắc Tông khác nhau một tí. Vẫn là Đức Phật. Tại, dạ, vì do cái phong tục ta vậy. Con thấy cái khuôn mặt Đức Phật bên Trung Quốc á, dạ, cũng có khác. Dạ. Và ở đây thì con thấy được rằng là hình hai bên là Đức Phật đang đi khất thực. Đang đi khất thực. Dạ. Tại sao mình phải ôm cái bình bát cơm trước bụng ở sân? Dạ.
cái này là theo bên trong kinh điển cũng chưa có tìm tòi cho rõ ràng. Nhưng mà bên theo cái truyền sự truyền đạt của ông cha mình á, nói mình ôm bát trước này do mình nhớ nhớ đến ơn của người mẹ đã mang cái bụng ấm lòng rồi thưa ông. Rất đẹp luôn. Này ý nghĩa của nó cũng cái cách dùng thực á, thì như là đời Đức Phật còn tại thế á, hoặc là các vị A-la-hán họ đi khất thực, các vị đi khất thực trước 12 giờ đó, trước 12 giờ trở xuống, có nghĩa là hồi đó thì Đức Phật và các vị A-la-hán dùng đổ cơm dùng trưa đó trong bát luôn. Sử dụng bằng tay. Đúng dạ dạ. Sử dụng bằng tay. Dạ. Mà cái tay đó mình rửa sạch rồi, mình đã vệ sinh rồi. Dạ. Không phải mình thấy người ta dùng bằng tay mình nói mất vệ sinh, không phải. Có nghĩa là tập tục của thời, có nghĩa là nó phát triển theo thời đại vậy đó. Dạ. Giờ mình vẫn dùng được. Nhưng mà mình cái dùng tay hay dùng muỗng, dùng đĩa này nọ là không có cái quan trọng. Mà cái dùng trong bát á cũng là một ý nghĩa nhằm cho mình thoát khỏi cái tâm tham. Mình chỉ nhìn vô chỗ của mình thôi, mình không có quay sang phải sang trái phía sau, nhằm tránh để cái lòng tham. Lòng tham muốn. Thí dụ mình bên mình cho dù mình chia sớt vậy, có khi chia sớt cũng nó trên lệch, có trên lệch chút. Dạ. Thì mình thấy mình nhìn xuống hoặc nhìn lên thấy trời này hơn mình cái tâm mình thấy nó cũng có khi là cái tâm sân mình có sinh khởi hoặc là tâm tham đó. Bởi vậy cái ý nghĩa cái trong bát cũng có ý nghĩa như sư đã nói vậy. Và có cái ý nghĩa là mình đi bên bước tiến bên lấy là nói mình đi thu đồng là thu tăng cát, còn bên tiếng Việt sư cũng không biết nói sao thì cũng phải am hiểu. Con cảm ơn sư.